Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu các bạn danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC350-8 và 80O phần 1. Sau đây mời các bạn cùng xem. Video này, danh sách mã lỗi có từ 879AKA đến CA2265. Mã lỗi đầu tiên đó là mã 879AKA để xác định hộp đen của màn hình. Nội dung là mạch cảm biến nhiệt độ bên trong điều hòa bị hở mạch. Mã 879AKB để xác định hộp đen của màn hình. Mạch cảm biến nhiệt độ bên trong bị ngắn mạch. 879BKB để xác định hộp đen của màn hình. Mạch cảm biến nhiệt độ bên ngoài bị hở mạch. 879BKB để xác định hộp đen của màn hình. Mạch cảm biến nhiệt độ bên ngoài bị ngắn mạch. 879CKA để xác định hộp đen của màn hình. Mạch cảm biến giã đông bay hơi điều hòa bị hở mạch. 879CKB để xác định hộp đen của màn hình. Mạch cảm biến giã đông điều hòa bị ngắn mạch. 879DKZ để xác định hộp đen màn hình. Mạch cảm biến điều hòa ánh sáng mặt trời bị hở mạch hoặc ngắn mạch. 879EMC để xác định hộp đen màn hình lỗi ưu tiên L01 lỗi hành động đó. Hệ thống quạt thông gió của hệ thống điều hòa bị hỏng. Tiếp theo 879FMC được xác định hộp đen của màn hình lỗi hành động L01 lỗi hệ thống điều hòa hệ thống trộn khí không hoạt động. 879GKX được xác định hộp đen của màn hình lỗi mã hành động N01 công tắc áp suất của khí ga điều hòa bất thường. Mã 8989N00 được xác định hộp đen của màn hình khóa điều khiển động cơ trên màn hình cảnh báo bị hỏng. Mã 989M00 được xác định hộp đen của màn hình khóa điều khiển động cơ trên màn hình cảnh báo 2. Mã 989N00 để xác định hộp đen của màn hình khóa điều khiển động cơ trên màn hình cảnh báo 3. Mã AA10NX để xác định hộp đen của động cơ lỗi hành động N01 tắc lọc khí điện áp của công tắc áp suất nhỏ hơn 1V. Mã AB00KE để xác định hộp đen của màn hình mã hành động N03 điện áp sạc thấp nhỏ hơn 7,8V. Mã BA+BAZG để xác định hộp đen của động cơ mã hành động N03 áp suất dầu động cơ bị thấp. Tiếp theo mã BA+BAZK để xác định hộp đen màn hình mã hành động là N01 áp suất dầu động cơ bị thấp. Mã BA+BCNZ để xác định hộp đen của động cơ mã hành động N02 nhiệt độ rất là mát cao. Mã BA+BCZK để xác định hộp đen của màn hình mã hành động N01 mức nước làm mát của động cơ bị thấp. Mã BA+HALS để xác định hộp đen của bơm mã hành động N02 nhiệt độ dầu thủy lực bị cao. Mã CA111 để xác định hộp đen của động cơ mã hành động N04 mạch cấp nguồn cho hộp điều khiển bị lỗi. Mã CA115 để xác định hộp đen của động cơ mã hành động N04 lỗi tín hiệu cảm biến tốc độ động cơ chính NE và phụ backup bị lỗi. Mã CA122 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N03 lỗi cảm biến khí nạp lỗi cao tức là điện áp. Mã CA123 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N03 lỗi cảm biến khí nạp lỗi thấp điện áp. Tiếp theo mã CA131 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N03 núm vặn ga cảm biến có điện áp cao. Mã CA132 để xác định hộp đen của động cơ mã hành động N03 núm vặn ga cảm biến có điện áp thấp. Mã CA144 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N01 lỗi cảm biến nhiệt độ rất là mát có điện áp cao. Mã CA145 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N01 lỗi cảm biến nhiệt độ rất là mát có điện áp thấp. Mã CA153 để xác định hộp đen động cơ mã hành động N03 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp điện áp cao. Mã CA154 được xác định hộp đen động cơ mã hành động N03 lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp điện áp thấp.
Mã xe A155 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi cảm biến điện khí nạp điện áp vượt ngoài giá trị. Mã xe A187 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi nguồn có điện áp thấp cung cấp cho mạch ngoài cảm biến. Tiếp theo, mã xe A221 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp cao xuất hiện trong mạch cảm biến áp suất khí quyển. Mã xe A222 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp thấp xuất hiện trong mạch cảm biến áp suất khí quyển. Mã xe A227 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp cao xuất hiện trong mạch cấp nguồn cảm biến số 2. Mã xe A234 được xác định ở trên động cơ lỗi quá tốc độ động cơ. Mã xe A238 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi điện áp thấp xuất hiện trong mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ NE. Mã xe A271 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi ngắn mạch IMV-PCV1, mạch nái của bơm. Mã xe A272 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi hở mạch IMV-PCV1, mạch nái của bơm, đây là cái van điện của bơm nhiên liệu ạ. Mã xe A381 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi áp suất cân bằng bơm cung cấp nhiên liệu. Tiếp theo, mã xe A322 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch kim phun số 1 bị hở hoặc ngắn mạch. Mã xe A323 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch kim phun số 5 bị hở hoặc ngắn mạch. Mã xe A324 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch kim phun số 3 bị hở hoặc ngắn mạch. Mã xe A325 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch nguồn kim phun số 6. Mã xe A331 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch nguồn kim phun số 2 hở ngắn mạch. Mã xe A332 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi mạch nguồn kim phun số 4 bị hở ngắn mạch. Mã xe A342 được xác định ở trên động cơ mã hành động N04, lỗi dữ liệu hộp điều khiển động cơ không tương thích. Mã xe A351 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu điện áp thấp. Tiếp theo, mã CA352 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp thấp xuất hiện trong mạch cảm biến nguồn cung cấp 1. Mã CA386 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp cao xuất hiện trong mạch cấp nguồn cảm biến 1. Mã CA428 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi điện áp cao trong mạch tín hiệu của cảm biến nước trong nhiên liệu. Mã xe A429 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi điện áp thấp trong mạch tín hiệu cảm biến nước trong nhiên liệu. Mã xe A435 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi xảy ra trong mạch tín hiệu công tắc áp suất dầu động cơ. Mã xe A441 được xác định ở trên của động cơ mã hành động N04, lỗi điện áp thấp xuất hiện trong mạch ắc quy cung cấp điện cho hộp điều khiển. Mã xe A442 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp cao lớn hơn 36V xuất hiện trong mạch ắc quy cung cấp cho hộp điều khiển. Mã xe A449 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi áp suất cao 2 xảy ra trong mạch cao áp nhiên liệu Comrain. Tiếp theo, mã xe A451 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, điện áp cao xuất hiện trong mạch tín hiệu cảm biến áp suất nhiên liệu Comrain. Mã xe A452 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, lỗi điện áp thấp xuất hiện trong mạch tín hiệu cảm biến áp suất Comrain nhiên liệu. Mã xe A488 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, nhiệt độ cảm biến khí nạp tăng cao vượt giá trị tiêu chuẩn. Mã xe A553 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, sự cố áp suất quá cao đã xảy ra trong mạch Comrain nhiên liệu. Mã xe A559 được xác định ở trên của động cơ mã hành động N01, sự cố áp suất quá thấp đã xảy ra trong mạch nhiên liệu Comrain. Mã xe A689 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, tín hiệu bất thường cảm biến tốc độ NE. Mã xe A731 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi phát hiện giữa các tín hiệu từ cảm biến tốc độ NE và tốc độ dự phòng bãi áp của động cơ. Mã xe A757 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, tất cả dữ liệu trong hộp điều khiển động cơ bị mất.
Tiếp theo, mã CA778 được xác định ở trên động cơ mã động N01, tín hiệu từ cảm biến tốc độ dự phòng tại áp bị bất thường. Mã CA2185 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, điện áp cao 5,25V trở lên xuất hiện trong mạch cấp nguồn cảm biến chân ga. Mã CA2186 được xác định ở trên của động cơ mã hành động N03, điện áp thấp xuất hiện trong mạch cung cấp điện cảm biến chân ga. Mã CA2249 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, điện áp thấp xuất hiện trên bơm cấp nhiên liệu ở mức 2. Mã CA2311 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, giá trị điện trở của quận điện IMV của bơm cấp nhiên liệu cao bất thường. Mã CA2555 được xác định ở trên động cơ mã hành động N03, ra le sấy bị hở mạch. Mã CA2556 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, ra le sấy bị ngắn mạch. Mã CA2265 được xác định ở trên động cơ mã hành động N01, lỗi hở mạch điện bơm bánh răng sơ cấp nhiên liệu. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn danh sách mã lỗi của xe máy xúc PC350-8 hoặc 8MO phần 1. Mời các bạn đón xem video phần 2 nói về danh sách mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC350-8 hoặc 8MO. Mời mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comfuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể gửi viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tổng số danh sách mã lỗi ở phần video 1 này có 74 mã lỗi trên tổng số là 153 mã lỗi.